Thưa quý vị, công nghệ phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Từ điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, tivi thông minh và thậm chí là một ngôi nhà thông minh cũng là điều mà bất cứ ai cũng có thể mong muốn, có thể được sở hữu. Vâng, đúng là như vậy. Cái việc mà chúng ta có thể sở hữu những ngôi nhà thông minh tiện nghi, hiện đại thì đang dần trở nên phổ biến hơn với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, cũng như là những người mà nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng như là ứng dụng những công nghệ mới. Và giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay là máy tính thì dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng có thể dễ dàng kiểm soát được hoạt động ở trong ngôi nhà của mình. Và ngay sau đây, mời anh cùng với tất cả các quý vị cùng gặp gỡ phóng viên Phùng Trang, khám phá và trải nghiệm những tiện ích sự hiện đại của một ngôi nhà thông minh. Thưa quý vị, nhà thông minh hay smart home, xu hướng công nghệ trong kỷ nguyên Internet vạn vật đang ngày càng trở nên phổ biến trong các ngôi nhà Việt và đặc biệt là tại các thành phố lớn. Chắc hẳn là nhiều người không còn xa lạ với khái niệm này, nhưng để hiểu rõ hơn về tính năng của nó thì ngày hôm nay hãy cùng theo chân tôi khám phá một ngôi nhà thông minh nhé. Vừa bước vào ngôi nhà của mình là em đã được trải nghiệm việc mở cửa tự động. Anh Tuân có thể giới thiệu cho em thêm những cái tiện ích mà gia đình mình đang được sử dụng không ạ? Thì ngoài những cái tính năng cơ bản thì nó còn rất là nhiều cái tính năng cao cấp và tiện ích khác. Thì anh có thể mời em vào trong nhà để anh em mình cùng trải nghiệm. Vâng ạ. Thể thiết lập sẵn cái kịch bản hoạt động theo cái mong muốn của mình, thì khi đó chỉ với một cái thao tác ở trên điện thoại hoặc là trên phím bấm thì tất cả những cái thiết bị điện trong nhà của mình sẽ hoạt động theo cái mong muốn của mình. Ví dụ đây bây giờ anh sẽ bấm cái kích hoạt cái chế độ đi ngủ, hệ thống ánh sáng sẽ tắt đi, rèn sẽ đóng lại. Ngoài cái việc điều khiển trực tiếp ở trên nút bấm hoặc là qua điện thoại smartphone thì có thể là tích hợp cái điều khiển bằng giọng nói trợ lý ảo. Thì anh demo luôn cho em xem. Mike ơi, em nghe. Tắt đèn chùm phòng khách. Đấy, và đèn chùm sẽ được tắt đi. Và em sẽ thử tắt tivi luôn nhé. Đấy, em thử xem. Mike ơi, tắt tivi. Đó. Và một cái điều đặc biệt, giải pháp có thể học hỏi cái thói quen của người chủ nhà. Anh ví dụ như là chủ nhà sau 1-2 lần chủ nhà đi làm về, sau đó lên phòng ngủ và bật bình đóng lại. Thì từ các lần sau, thì khi chủ nhà đi làm về, bình đóng lại sẽ được tự động kích hoạt lên. Từ các thiết bị gia dụng thông minh đơn lẻ giá rẻ, cho đến các gói giải pháp công nghệ tổng thể, thị trường nhà thông minh Việt Nam hiện nay đã đáp ứng được tối đa nhu cầu của người dùng, cũng như vươn tầm thế giới. Với cái giải pháp nhà thông minh Made in Việt Nam nói chung hiện nay thì cũng đã và đang có những cái định hướng để tiếp cận các cái thị trường các nước trên thế giới, và cụ thể là cũng đã có một số cái sản phẩm giải pháp đã được xuất khẩu đi các nước châu Âu, đi Mỹ và Singapore. Theo dự đoán, xu hướng thị trường smart home trên thế giới năm 2023 sẽ tăng trưởng 35%, đạt giá trị 8.200 tỷ đồng. Việt Nam hiện đang dẫn đầu thế giới về sự tăng trưởng lưu lượng sử dụng điện thoại thông minh. Đây là lợi thế để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nhà thông minh tại Việt Nam trong tương lai. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, Internet cũng như chi phí cho nhà thông minh đã giảm xuống, thì hiện nay thị trường nhà thông minh không chỉ phát triển tại Việt Nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới. Maika ơi, bật TV! Đại dịch khiến thời gian chúng ta ở nhà tăng lên và công nghệ gia đình cũng ngày một phát triển để cung cấp nhiều hơn các tiện ích hỗ trợ cho cuộc sống sinh hoạt của con người. Bắt kịp xu hướng không tiếp xúc thời Covid, các hãng công nghệ trên thế giới đã trình làng nhiều thiết bị gia dụng không cần chạm. Có thể kể đến chiếc chuông cửa thông minh này. Khi khách đứng trước cửa, nó sẽ tự động gửi thông báo cho chủ nhà, đồng thời phát video hình ảnh của khách. Công nghệ rảnh tay cũng được mở rộng đến khu vực nhà bếp. Giờ đây, chủ nhà có thể hoàn thành một số tác vụ thông qua lệnh thoại nhờ vào hệ thống loa thông minh. Này Google, bảo mô hình cấp nước theo công thức cho tôi. Thông qua lệnh thoại, vòi nước có thể cung cấp lượng nước chính xác, ở nhiệt độ chính xác và thậm chí có thể vận hành các cài đặt tùy chỉnh. Và đây vẫn chưa phải là tất cả.
Khi tủ lạnh, bếp nấu hay lò nướng có thể nghe và nói, chúng sẽ giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách dễ dàng hơn. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn và nó sẽ sớm thành hiện thực. Một trong những điều quan tâm nhất hiện nay chính là khả năng diệt khuẩn. Không có gì ngạc nhiên khi các thiết bị vệ sinh tự động được ưu tiên có mặt trong ngôi nhà thông minh. Rõ ràng là đang có sự tập trung lớn vào công nghệ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác bạn có thể làm cho ngôi nhà của mình. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà thông minh đều có thể liên quan đến công nghệ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Với những thiết bị tuyệt vời, chúng ta đang đạt được nhiều tiến bộ mới, nhưng tự động hóa toàn bộ ngôi nhà vẫn chưa thành hiện thực. Với những gì công nghệ nhà thông minh đang phát triển và tiềm năng phát triển có thể được nhìn thấy trong tương lai, thì chắc chắn không lâu nữa, công nghệ nhà thông minh sẽ có mặt ở khắp nơi, trở thành xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Hãy thử hình dung, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi trở về nhà được chào đón bởi bầu không khí mát dịu, đèn điện tự bật sáng, nước nóng bật sẵn và một bản nhạc du dương thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Sống trong một ngôi nhà thông minh sẽ giúp cuộc sống của chúng ta đơn giản hóa và hơn hết là cuộc sống được cải thiện chất lượng. Đây sẽ là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0 giúp con người hướng đến một cuộc sống tiện nghi do công nghệ mang lại.